tục lại bổ trái sầu riêng. Ngon quá các bạn. Ngon không? Ở bên đây cũng thấy dấu nữa nè. Thấy chưa? Hay. Lấy chùm con. Lấy chùm xì. Ăn hết một trái rồi. Làm trái nữa. Không có ăn xoài nữa. Sầu riêng với mà xoài. Ừ, ấn chưa? Rửa tay rồi con vô kia con rửa tay đi. Trời, anh quay sầu riêng mà. Cái mặt của em. Anh quay sầu riêng. Này anh quay trái sầu riêng. Nhưng mà cái mặt của em. Xong chưa? Lấy giấy rửa miệng. Không. Tao quay cái sầu riêng làm thế hả? Em trốn đường nọng dính á. Đây là đứa con gái lớn giấu bay lầu này. 15 tuổi rồi đó. Cái lộ 14 tuổi chứ. Vậy 16 tuổi rồi. Hả, 16 rồi hả? Các con mình cũng nhớ luôn cả. Mai tông lên mạng. Đứa con bí hiểm. Muối nó là to hả? Cái dầu cứa. Từ ấy đi. Tắt cho chị Tư đi. Quay cắt vào. Đập xuống cho nó bể ra. Giống như cái dấu rồi. Mẹ ơi. Ơi. Con thấy ai đó chưa uống nước mà đưa ông vào ở đây. Dạ hả? Dạ. Ai chưa ăn uống xong. Không, để chờ ăn tiếp kia đi. Nhóc qua đây này. Các bạn, đây đây mình nè. Gì không? Mình nè các bạn quay mình nè. Nè. Có con nè. Quay đằng sau. Đi. Hôm nay các bạn sẽ quay thử thách là chơi thử thách lấy cái chân chiến đấu như thế này. Đang sầu riêng mà. Xây là vòng vòng xây lơ trong mặt các bây giờ. Chắc các bạn sẽ cùng chơi chung với mình nha. Ok. Dính miệng. Kìa kìa, nó chín giờ được rồi. Cũng giống trước kìa. Thấy coi. Này chín hơn nè. Này chín hơn.